Trước đây cô có gặp Huy trên sân khấu nhưng mà cũng không biết là... Đây là con rể tương lai của mình. Chưa biết là con rể tương lai đâu. Cũng không biết, giống như định mệnh với anh ta. Thì ngày đó là mẹ cũng đi với vợ của em bây giờ là Hương, đang ngồi giữa sân khấu. Em lên cầu hát đi, thế là đi thẳng xuống bắt tay với vợ và chào mẹ. Ồ. Dạ. Sau 10 năm thì em tìm cái diễn viên mới đó anh trai. Thì có một cô FC ở Bình Phước mới giới thiệu dắt Hương lên. Thì vô tình sau này thì Hương mới kể lại là đúng ngày buổi chiều 30 Tết luôn, em về quê mẹ thì bắt cóc con mẹ lên con luôn. Ồ. Chào bạn. Dạ. Rồi, chào cô. Chào cô ạ. Chào Huy. Dạ. Chào rồi, anh. Mời cô ngồi. Dạ, chào anh Quân Linh và chào con Lê Lộc. Dạ, cô chào cô. Chào quý khán giả. Cô có thể giới thiệu về mình? Em là Thơm. Thơm. Mẹ Thơm. Mẹ Thơm. Mẹ Thơm. Dạ. Mẹ vợ của dạ. Huy. Chắc có lẽ là khán giả cũng đã nhận ra Huy rồi. Dạ. Mà em chào anh trai Quân Linh, chào em. Dạ, chào anh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem tài. Chúc tất cả quý vị có một cái cuộc sống thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn dạ. Anh ạ. Anh ơi, anh làm rể của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Được 2 năm. Ồ, 2 năm mình có em bé chưa nhỉ? Dạ, có rồi. Cái ngày đầu mà cô gặp chàng ca sĩ này đó, thì cô ấn tượng thế nào? Trước đây cô có gặp Huy trên sân khấu nhưng mà cũng không biết là... Đây là con rể tương lai của mình. Chưa biết là con rể tương lai đâu. Cũng không biết, giống như định mệnh với anh trai. Cách đây 10 năm thì em có về Bình Phước, quê của mẹ diễn. Thì ngày đó là mẹ cũng đi với vợ của em bây giờ là Hương, đang ngồi giữa sân khấu. Em lên cầu hát đi, thế là đi thẳng xuống bắt tay với vợ và chào mẹ. Ồ. Dạ. Đó đúng là một cái cơ duyên như vậy luôn. Rồi khi nào mà mẹ mới biết đây là con rể của mình? Sau 10 năm. Sau 10 năm. Sau 10 năm. Dạ. Bình mệnh ha. Dạ. Gặp lại. Vậy thì gặp lại bằng cái cơ duyên nào anh? À, sau 10 năm thì em tìm cái diễn viên mới đó anh trai. Thì có một cô FC ở Bình Phước mới giới thiệu dắt Hương lên. Thì vô tình sau này thì Hương mới kể lại. Cái 10 năm trước là mình coi như vô tình ra mắt bắt tay khán giả thôi. Dạ. Nhưng 10 năm sau ra mắt mẹ vợ đó. Dạ. Nó như thế nào Huy có thể kể lại cho mọi người nghe. Là đúng ngày buổi chiều 30 Tết luôn, em về quê mẹ thì bắt cóc con mẹ lên. Con luôn. Mình có lo lắng, có hồi hộp hay gặp mẹ có gì không? Trên đường về thì mình chuẩn bị rất là nhiều cái câu nói, không biết là bố mẹ cô ứng mình không. Nhưng mà khi về thì tiếp cận với mẹ thì thấy mẹ rất là hiền, cũng rất là chân chất. Như anh trai với em với quý vị đã biết, mẹ thì ít nói thì giọng cũng không nghe rõ, mà mẹ lại bị rung nữa. Làm cái con người bên cạnh mẹ cũng... Nhưng mà rất là thật thà, rất là chân chất, đúng cái bản chất của nông thôn, tâm hồn cây lúa đúng như quê của mình luôn. Thì em cũng là người Hà Tĩnh luôn. Tiếp cận với mẹ thì mình cảm giác như là mẹ ruột của mình. Về ra mắt mẹ ngày 30 Tết, rồi dẫn con gái mẹ đi luôn. Lúc đó mẹ có phản ứng gì không mẹ? Thì vừa lo, vừa dạ. Sợ. Nhưng mà không cho Hương đi thì công việc của Hương lại dở dang hay thì không được. Nhưng mà đi với ai thì mẹ không sợ. Nhưng mà mẹ nghe nói đi với Thúy thì mẹ cũng cho đi luôn. Nhưng mà cho đi nhưng mà ở nhà thì ngồi khóc cả mấy tiếng đồng hồ luôn á. Rồi chết rồi, anh có biết không? Lo. Con cũng cảm nhận được. Con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Dạ. Tại vì trong gia đình được bốn người con, ba trai và một út là gái là Hương đó. Dạ. Thì đi xa thì hồi nào chứ chưa đi xa. Nhưng mà vừa nghe nói đi Sài Gòn mà làm ăn thì cũng nghe lo. Người ta nói là con trai mà ca sĩ nữa đào hoa lắm á cô. Nghe nói như vậy nhưng mà cô thấy là hai vợ chồng cũng hạnh phúc, cũng tự hào về con. Đào hoa đâu có sợ, đào mỏ mới sợ. Khi mà anh chị lấy nhau rồi đó cô, rồi anh có làm tốt cái nhiệm vụ là con rể không cô? Công việc của Huy thì cô cũng biết rồi. Yeah. Công việc nhiều á, cô cũng thông cảm. Mỗi lần mà Huy không có lô diện thì Huy có về thăm cha mẹ và anh chị ở trên đó. Nhưng mỗi lần Huy về là khán giả có bu xung quanh nhà rồi.
họ không dám trực tiếp hỏi, nhưng mà họ còn quá lai, họ cứ ngó vô ngó ra. Sao đúng ra. Rồi cô chàng ca sĩ nổi tiếng ha, nhà tóc tai màu viết này kia. Họ cũng nói là thì trời ơi bà này có rể đẹp, vừa đẹp trai này vừa hát hay này rồi nổi tiếng như vậy đi. Em cũng rất tự hào về đứa con trẻ Huy, rất là tháo vát. Khi mà chuẩn bị cơm được chưa sống thì Huy còn có hỏi là để con làm cơm cho mẹ ăn này, là khó nấu từng lúc vậy đó. Ồ, anh Huy nó ăn luôn hả? Nấu ăn rất ngon. Cũng có biết. Không có gì mà đáng chê hết. Không gì đáng chê. Không. Có phụ gì trong nhà không? Dọn dẹp nhà cửa thì Huy cũng rất tuyệt vời. Hát tuyệt vời. Đúng rồi. Lúc mà vợ của Huy sinh, cả mẹ vợ cả mẹ chồng ở bệnh viện thì Huy rất là đảm đang về công việc nội trợ giúp hai mẹ con ở bệnh viện. Anh đi diễn ở đâu đó, anh có hay mua những cái món quà gọi là cái vật lưu niệm ở cái vùng đó về cho mẹ chưa? Có một lần Huy diễn ở ngoài Phú Quốc, có mua về cho mẹ một cái túi, mấy cái túi ván dọc cái bờ biển đó, nhìn nó hay nhìn thổ cẩm đó. Dạ. Chắc là mới mua về cho mẹ được một cái túi đó thôi. Nó không đáng bao nhiêu cả, nhưng mà nghe Hương nói là mẹ thích. Có nước hoa nữa đó, có nước hoa, có nước hoa nữa. Nước hoa đi hôm mà đi bên Anh về. Mẹ có xài chưa? Có rồi. Nhưng mà mẹ cũng thích nước hoa phải. Mẹ xài hết chưa? Chưa. Xài hết được, để dành không dám xài. Xài hết đi, con trai nó mua nữa. Xài đi, hát nhiều lắm. Hát khắp mọi nơi thế giới. Nhiều khi dạ. Nước mua một chai vậy đó. Mỗi lần chuẩn bị ra với hạt, Huy hay hạt trượt cho mẹ nghe đó. À vậy à? Dạ. Tức là mẹ là người tổng duyệt đó hả? Mỗi lần mà em ra bài hát mới thì mình cứ gọi về cho cha mẹ bên nội cũng có. Em hát bằng điện thoại luôn hả Huy? Dạ, hát bằng điện thoại. Dễ thương hả? Mẹ cầm điện thoại mẹ nghe hát bài luôn. Có. Trời ơi. Vừa có khi về nhà thì vừa nấu ăn vừa đưa điện thoại cho mẹ nghe luôn. À. Rồi bây giờ em hát đoạn nào đó, những bài nào mà em cảm giác là mẹ thích được. Mẹ thích bài nào mẹ? Bài nào cũng được hết. Bài nào cũng được, không gì có thể thay thế em đó. Dạ nhưng mà lại để tặng cho vợ thì nó đúng hơn. Nhưng mà mẹ thích em hát tặng vợ, tức là mẹ thấy em yêu vợ thì mẹ sẽ yêu em nhiều hơn. Vậy thì con xin phép mẹ với tặng cho anh trai với tất cả em thì mọi người kịch một đoạn đây, ca khúc không gì có thể thay thế em. Và anh thầm ước sống chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiều soi lối em về. Anh ước chỉ có thế, miễn sao em được vui với anh. Không gì có thể thay thế em. Dạ viết quá nha. Dạ. Không có vợ ở đây có dạ viết dữ vậy đó. Dạ. Trời ơi, vậy sao giờ không chết được chú ha. Đúng rồi, con rể mình nó yêu thương con gái của mình thì mình vẫn dành những tình yêu thương trọn vẹn như thế. Có bao giờ mình cảm giác mình giận con rể một điều gì đó chưa cô? À không, cái đó thì có giận nó lâu quá nó không về, lâu quá nó không cho lâu. Con gái của mình về thăm mình không? Không về thì cũng có lý do, thì tại vì đi diễn khắp nơi là mắc con mà nhỏ nữa thì thông cảm chúng con, không có gì, vợ chồng hạnh phúc là được rồi. Hai vợ chồng lại sống xa bố mẹ, mỗi lần mà mẹ lên là thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Anh nghĩ là cần nên kết nối nhiều hơn nữa. Mình nhận show ở gần quê mẹ vợ nhiều hơn. Dạ. Để mình có thể ra đó ăn cơm với mẹ vợ, nấu cơm cho mẹ vợ. Hay là mình tối mình tâm sự, mẹ ơi mẹ thích cái gì, mẹ dạ. cần gì hay là mẹ mong muốn gì. Có bao giờ Huy dẫn mẹ vợ đi siêu thị chưa? Đi shopping chưa? Dạ, chưa. Thấy không? Đúng ra là Huy cũng cần có một vài lần như thế. Dạ. Có bao giờ Huy tổ chức sinh nhật cho mẹ vợ chưa? Dạ chưa. Có, thấy chưa? Cái điều này là một trong những điều thiếu sót. Dạ. Không, nhiều khi anh chưa có biết ngày sinh nhật của mẹ vợ đúng không? Biết anh biết ngày sinh nhật mẹ vợ không? Rồi mời xong luôn nói. Cái điều này cũng không có thể trách Huy. Dạ. Nhưng mà trách ai kia nhiều hơn. Là con gái của cô, đúng ra người vợ đó cũng nên nói với chồng là cái ngày sinh nhật mẹ của em là như vậy. Nói gì nói, mẹ nói ôi thôi khỏi đi con, không có cần đâu. Nhưng trong trái tim tận sâu thẳm của mẹ vợ đó, dạ. cũng mong muốn rằng giá như con rể người nổi tiếng nó tổ chức sinh nhật cho mình lần, hay là giá như nó có thể đưa mình đi shopping một lần nào đó. Cái điều này là cần phải dạ. làm dạ. nha. Mặc dù anh cũng chưa làm. Nhưng mà sau khi anh nói rồi dạ. thì chắc chắn anh sẽ làm một lần nào đó. Nói chứ anh cũng có đi chung với bà cũng nhiều lần, nhưng mà
tổ chức sinh nhật thì chưa. Dạ. Những người đàn ông bao giờ họ cũng khô khan và thậm chí họ ngại chứ không phải họ không dám. Vấn đề còn lại là người phụ nữ ở, dạ, ở giữa. Ở giữa đó, anh tổ chức sinh nhật cho mẹ đi thế này thì mình sẽ làm thôi. Dạ. Không? Là tại vì mẹ không nói ngày tháng cho con biết thôi, trách con làm gì. Cái điều đó cảm ơn anh trai rất là nhiều, cảm ơn em. Khi mà anh nói thì em mới giác ngộ ra là tụi con cũng xin lỗi mẹ. Chắc chắn là lần sau con với vợ con nghe được cái điều này rồi thì tụi con sẽ bù đắp lại cho mẹ. Con ngồi đây mà con tức giùm cô á. Nhớ cái ngày 30 dắt con gái mình đi mà không nhớ sinh nhật của mẹ. Tức con cô. Nhưng mà cô vẫn cười. Bao giờ người phụ nữ cũng những người mẹ bao giờ cũng chịu đựng, thậm chí hy sinh không chỉ cho con ruột của mình mà cho con rể hoặc con dâu của mình nữa. Yeah. Mong rằng gia đình hạnh phúc là mình vui rồi. Thôi cô, mắc cỡ thì vẫn còn ngại. Huy phải dẫn mẹ vợ đi nhiều hơn nữa. Dạ, yeah. Chiều nay có mấy ông anh mời đi ra nhà hàng mà mẹ mở cửa ra ngoài là không dám ăn. Mẹ vợ ít có tiếp xúc với quần chúng á. Dạ, vâng ạ. Thành ra là hơi ngại ngùng chút xíu. Dạ. Cô là có duyên lắm đấy. Dạ. Người nụ cười rất là có duyên luôn. Duyên lắm anh cha. Bữa nào anh giới thiệu đi thi hoa hậu quý bà nha. Dạ. Gương mặt rất là xinh luôn á. Dạ. À. Có vợ em gửi thư đây. Linh sẽ đọc xem con cô nói gì nha. Dạ. Mẹ ơi, vậy là con của mẹ đã xa ba mẹ được gần 2 năm rồi. Từ ngày đi làm dâu cho đến bây giờ, và hôm nay con cũng đã làm mẹ, con mới hiểu tình cảm của ba mẹ dành cho con. Có một điều bấy lâu tưởng chừng rất dễ nói, nhưng đến bây giờ con vẫn chưa nói được với ba mẹ. Đó là con cảm ơn ba mẹ và yêu ba mẹ rất rất nhiều. Chồng ơi, tình cảm vợ dành riêng cho chồng thì chắc không thể dùng hết được bằng lời. Vợ chỉ biết nói rằng con đường chồng chọn cũng là con đường vợ đã định sẵn trong cuộc đời này. Chúc chồng luôn đạt được tâm niệm một đời sống để hát. Vợ của chồng. Anh cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất là vui. Anh có điều gì nhắn nhủ đến vợ của anh không? Biết nói gì vậy? Khi mà đàn ông đã xác định lấy vợ rồi thì là xác định cái tương lai rồi thì vợ cứ yên tâm là chơi thì cũng đã chơi nhiều rồi, quen cũng đã quen nhiều rồi, nhưng mà kể từ ngày mà đã xác định lấy vợ thì vợ và con và gia đình là trên hết. Là mẹ đã giao hương cho con rồi là mẹ cứ an tâm, ba mẹ cứ lo ăn uống này. Thế ban ngày mà giờ mà không làm gì cũng không yên, cứ thích cầm chổi đi cầm cuốc ra ngoài vườn cuốc vậy đó. Đó thì mong cho ba mẹ khỏe là tụi con vui rồi, đó là động lực cho tụi con làm việc. Mẹ chúc hai con được hạnh phúc, vì cháu ngoan là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn con. Còn gì? Hiền quá mẹ, em hiền quá. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi vẫn còn mắc cỡ nữa. Em phải Huy á, Huy phải dạ, đùa với mẹ nhiều hơn. Dạ. Mình nghệ sĩ mình thoải mái hơn, mình dạ, phải chủ động nhiều hơn. Chúc cô mạnh khỏe ha. Dạ, rồi. Cô ơi, có anh có bao giờ mà ôm cô chưa? Chưa, bây giờ còn đấy. Đấy, lâu lâu cái mình hay ôm mẹ vợ, mình chọc mẹ vợ dạ, gì đó. Nhớ kỳ này tổ chức sinh nhật nha. Vâng, em về đây. Chúc cả nhà chúng ta mãi mãi hạnh phúc dạ, và thành công trong dạ, cuộc sống. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng cho gia đình.